Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Tối ngày 12 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học trong ngày 13 tháng 11. Thông báo này được các giáo viên chủ nhiệm gửi đến phụ huynh trong khoảng từ 22 đến 23 giờ cùng ngày. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho hay, dự báo của Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, trong đêm 12 và ngày 13 tháng 11, trên địa bàn Đà Nẵng có mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập úng nhiều nơi. Theo dự báo từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 11, tại thành phố Đà Nẵng, khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 250 đến 450 mm, có nơi lên đến 600 mm. Mưa lớn có khả năng gây ngập diện rộng khu vực thấp trũng và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 11 trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt lũ. Tổ dân phố 36 và 37 với tổng cộng 400 hộ dân ở khu vực đường Mẹ thuộc phường Hòa Khánh Nam là nơi ngập lụt nặng nhất của thành phố Đà Nẵng. Trong ký ức của ông Bùi Văn Lộc, tổ trưởng tổ dân phố 36 phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, ngày 14 tháng 10, 2022, mưa trắng trời, ta dần về chiều tối. Cứ tưởng sẽ như các trận mưa khác nên người dân vẫn sinh hoạt bình thường. Đến khoảng 18 giờ, nước ngấp nghé sân nhà, nhiều người và chỉ trong vòng nửa giờ sau đã dâng cao hơn 1 mét. Ông Lộc nhớ lại, chúng tôi bị động hoàn toàn. Ai ở nhà nấy, không có đường chạy. Theo ông, phần lớn nhà ở đây là cấp 4 tạm bợ, không gác xếp. Nhiều gia đình phải đưa người già lên tủ thờ ngồi tránh nước. Nồi niêu, vật dụng trôi lên bền, thanh niên thì dùng sức đục mái tôn, leo lên nóc nhà, ai cũng hoảng loạn. Ông Lộc ra cửa sau nhà mình và chứng kiến cảnh tượng nhốn nháo. Nhiều người đã chui lên ngồi trên nóc mái tôn, tiếng kêu cứu xé toạc tiếng mưa mầm giữa đêm. Lúc đó tôi chỉ biết khóc và thấy sợ hãi, bất lực vì lo lắng, không biết bao người ở đó sẽ sống chết ra sao. Nhưng may mắn, hầu hết mọi người đều tìm được nơi báo víu và bảo toàn tính mạng đến khi nước rút. Ông Lộc thở phào, trong căn nhà cấp 4 nằm sâu ở kiệt 161 đường Mẹ Sút, bà Nguyễn Thị Tuyết đang bón thức ăn cho con trai là Phạm Hùng Thành bị mù và bại liệt. Nghe chúng tôi hỏi về trận mưa ngày 14 tháng 10, 2022, bà Tuyết kể chiều đó thấy mưa to nên bà không đi nhặt ve chai như thường lệ mà về nhà lo cho con trai. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt rồi nước ào vào lên tận chân giường khiến bà Tuyết hoảng loạn. Hàng xóm gọi nhau, giáo giác chạy lũ, bà ngồi trên giường cùng con trai cầu trời khấn Phật vì không thể ôm Thành mà chạy. May mắn, vợ chồng nhà hàng xóm sau khi đưa con trú lên gác xếp, người chồng lội qua dùng những chai nhựa cột lại với nhau để dưới gầm giường con trai bà nằm. Thế là nước dâng đến đâu, giường nổ đến đó. Bà Tuyết và người hàng xóm leo lên nóc tủ quần áo ngồi suốt cả đêm đó trong sợ hãi. Một tay bà cầm chặt dây thừng, kéo chiếc giường để cố định một chỗ. Cầm cự đến sáng, nước rút dần và lực lượng cứu hộ tiếp cận khu vực rốn lũ. Theo ông Ngô Tiến Dũng, bí thư đảng ủy phường Hòa Khánh Nam, các trận mưa xảy ra vào tháng 10 trong 2 năm 2022 đến 2023 là chưa từng có ở Đà Nẵng. Trước đây, mưa to chỉ gây ngập cục bộ. Trên trận mưa trong 2 ngày 13 và 14 tháng 10 của năm 2022 và 2023 là chưa từng có tiền lệ. Phải nói là ngập lụt, chứ không đơn thuần là ngập đô thị như trước nữa. Năm ngoái, cả chính quyền lẫn người dân đều trở tay không kịp. Lúc đó mưa to và cô lập mọi người, chỉ trong thời gian ngắn nên công tác cứu hộ rất khó khăn. Đó là ngày lịch sử, ông Dũng nhấn mạnh. Phường Hòa Khánh Nam là nơi có nhiều vị trí ngập sâu nhất tại Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực đường Mẹ Sút. Giờ đây là vùng thấp trũng và hạ tầng chưa đồng bộ. Khu này trước đây nằm trong vùng giải tỏa của dự án di dời ga đường sắt, nhưng nay đã xóa quy hoạch. Nhà cửa người dân ở đây đa phần xây dựng tạm bợ, không có đủ chỗ trú ẩn khi nước lụt bất ngờ ập đến. Nước lụt ở đây chủ yếu từ núi đổ về, trong khi hệ thống thoát nước và hệ thống kênh chưa bảo đảm. Việc xây dựng nhà trái phép san sát cũng gây áp lực lên hạ tầng, khiến khu này ngập sâu hơn vào những ngày mưa lớn. Theo ông Dũng, chính quyền địa phương rất vất vả để sơ tán người dân khi ngập lụt. Trong đợt mưa từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 10 năm nay, phường phải sơ tán hơn 4.000 hộ, chủ yếu ở đường Mẹ Sút, trong đó phần lớn là sơ tán tại chỗ, chỉ hơn 120 người sơ tán tập trung tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường và nhà sinh hoạt cộng đồng Đà Sơn. Ông Dũng cho hay, phường không có quy chuẩn nào về việc sơ tán vì ngập lụt không giống như bão. Bão thì chỉ diễn ra trong khoảng thời gian nhất định, khi đó hạ cấp thì có thể cho người dân về nhà. Đằng này nước ngập nhiều ngày liên tục nên buộc dân phải sơ tán để bảo đảm an toàn. Phường phải kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ mì gói và suất ăn cho người dân trong suốt thời gian sơ tán tại chỗ.
Ông Dũng cho rằng tình trạng này nếu diễn ra lâu dài thì chính quyền phường sẽ rất vất vả và hệ thống chính trị địa phương không chịu nổi. Những ngày mưa lũ, ngoài lực lượng bộ đội hỗ trợ thì địa phương cũng phải tập trung toàn bộ lực lượng. Ông Dũng mong rằng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng cho làm các tuyến kênh hở, quy hoạch phân khu để chống ngập khu vực này. Hầu hết người dân ở đường Mẹ Suốt mong muốn được cho phép nâng cao cốt nền, nhưng ông Dũng cho rằng cách này chỉ tốn kém và có khi còn gây tác dụng ngược. Bí thư Đảng ủy phường Hòa Khánh Nam cho hay, lãnh đạo Đà Nẵng đã nhận thấy vấn đề ở đây và đang tìm kiếm nhà đầu tư nhằm tái thiết và quy hoạch lại khu vực này. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng sớm nay ngày 13 tháng 11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ, gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm rét hại. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 18 độ C. Trên khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 12 đến 15 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 4 đến 6 mét, biển động mạnh. Ở vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, 9, sóng biển cao 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Từ đêm 12 tháng 11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và phía Bắc, khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, 8, sóng biển cao 3 đến 5 mét, biển động. Ngày 13 tháng 11, ở khu vực Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11, ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 150mm. Ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 80-180mm, có nơi trên 250mm. Cảnh báo từ đêm 14 đến 17 tháng 11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-300mm, có nơi trên 400mm. Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lũ. Theo đó, đề nghị các bộ, ngành có liên quan, các địa phương nêu trên, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao, xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, chủ động bố trí lực lượng vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, kiểm tra, rà soát triển khai phương án vận hành và bảo đảm an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.